Xin kính chào quý bạn đã quay trở lại với channel của Kamisi. Chúng tôi là đơn vị chuyên bán buôn bán lẻ quần jean nam uy tín số 1 ở trên thị trường hiện nay. Và nếu như bạn đang quan tâm cho mình về những sản phẩm quần jean nam đẹp, phong cách thời thượng thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật và theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Kamisi các bạn nhé. Trong những video số lần trước thì mình đã giới thiệu tới các bạn rất là nhiều những sản phẩm mang cái phong cách rất là sành điệu chất chơi rồi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ lại giới thiệu thêm một sản phẩm được rất là nhiều anh em bạn trẻ yêu thích bởi vì nó có một cái phong cách cực kỳ là độc đáo. Sản phẩm của chúng ta thì sẽ có màu sắc là màu xanh biển đậm, kết hợp vào đó có rất nhiều những họa tiết các bạn nhìn thấy ở trên màn hình ở đây. Đầu tiên về những điểm quát bạc này, cào, vẩy sơn và những cái điểm may nối như thế này nữa. Sản phẩm của chúng ta thì là một trong những dòng sản phẩm cao cấp chất lượng nhất hiện nay, mà chỉ có những sản phẩm cao cấp thì nó mới có những đặc điểm này thôi. Đầu tiên thì về những cái điểm nối, mình sẽ mở sản phẩm này ra ngay để cho các bạn cùng xem. Bình thường thì chiếc quần của chúng ta sẽ được may theo kiểu là một miếng vải từ trên xuống dưới là một miếng vải luôn, đúng không ạ? Nhưng mà không, những sản phẩm này thì họ sẽ may theo từng điểm một các bạn nhé. Đầu tiên ở cái phần từ đầu gối trở xuống thì chúng ta sẽ được may riêng. Các bạn có thể thấy những cái điểm may ở đây là may riêng các bạn nhé, chứ không hề được may liền. Tiếp theo những cái phần ở đùi thì họ lại có những cái điểm nối khác, mà ở trên cùng thì là cái phần hông cũng như là phần đũng ở đây. Những cái điểm may nối như thế này thì đó là một trong những cái điểm nhấn giúp chiếc quần của bạn trở nên độc đáo hơn, thu hút hơn và nhìn chất hơn rất là nhiều. Sản phẩm của chúng ta thì sẽ được mài bạc ở phía mông và được vẩy sơn hai màu, đó chính là màu trắng và màu xanh dương. Những cái điểm nguốt bạc mài bạc ở trên này thì được thể hiện rất là rõ, hay kể cả những cái phần cào đây. Còn về chất lượng vải thì đây là một trong những loại vải jean cao cấp, không xù, không nhăn, không sờn chỉ và không phai màu, độ co giãn 4 chiều cực kỳ là hoàn hảo, ok luôn. Và chất liệu vải thì rất là dai các bạn nhé, các bạn có thể nhìn thấy là cái độ mịn mài mà mình đang cầm ở trên tay thì quá là tuyệt vời. Ở phần gấu quần như thế này thì chúng ta sẽ được mài nhẹ đi một chút và mình sẽ mở ngay sản phẩm này ra cho các bạn cùng xem. Từ trên xuống dưới thì các bạn có thể thấy là nó có rất nhiều những cái điểm nhấn để giúp cho khi mà người mặc lên mình, nó sẽ thu hút được mọi những cái ánh nhìn từ những người xung quanh của bạn. Ở phần trên này thì chúng ta có một chiếc khóa lệch, đây là một trong những điểm nhấn vô cùng là nổi bật mà giúp chiếc quần của chúng ta trở nên độc đáo hơn rất là nhiều. Khóa chính thì nó sẽ nằm ở bên trong, còn khóa lệch thì nó sẽ nằm bên ngoài. Cái điểm khóa giả như thế này thì nó sẽ làm cho những cái người xung quanh của bạn nó rất là thu hút và chú ý, nó gây sự chú ý thì rất là lớn. Tiếp theo nữa thì sản phẩm của chúng ta từ trên xuống dưới ở đây nó có được là mài, quát, rách rất là nhiều. Và những cái điểm rách ở đây thì họ làm cố định rất tốt, họ đã lót cho các bạn những cái miếng vải jean ở bên trong này rồi. Chính vì vậy các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm sử dụng với một độ bền cực kỳ cao mà không sợ những cái điểm rách này nó bị rách to ra hơn. Với những sản phẩm như thế này thì bên mình đã phải tuyển chọn rất là kỹ lưỡng, từ chất lượng vải cho đến kiểu cách form dáng để làm sao những cái điều tốt nhất đến tay của khách hàng. Ở bên trên đây thì chúng ta sẽ có những cái sticker, ví dụ như là số 2 ở đây thì hoàn toàn được làm bằng thép các bạn nhé, được dập cực kỳ chắc chắn, các bạn có thể giặt thoải mái mà không sợ bị bung. Mình sẽ cho ngay các bạn xem ngay ở trong đây, nó đã được đính cố định như thế này rồi, các bạn thấy không, rất đẹp nhất cả trong và cả ngoài. Và cái tag này thì các bạn thoải mái sử dụng mà không bao giờ sợ bị gì, cái này là mình khẳng định với các bạn là 100% là như vậy. Còn về ở mặt trước đây nó cũng có một cái điểm, đó chính là cái điểm may nối. Như ban đầu video thì mình có nói rằng là sản phẩm này nó có rất là nhiều những cái điểm vải may nối lại với nhau, kể cả về phần mặt trước, ở trong cái phần đũng như này nó sẽ làm cái đường line chạy dọc từ phần đũng xuống đây. Tất cả những cái điểm này để may nối hết các bạn nhé. Để sản xuất ra được một chiếc quần jean với nhiều họa tiết như thế này thì nó phải trải qua rất là nhiều công đoạn. Chính vì vậy đây là một trong những sản phẩm mà mình rất là tâm đắc và mình cũng thấy rất là đẹp. Từ kiểu dáng cho đến phong cách, mọi thứ thì đều rất là ok. Về phía mặt sau sản phẩm của chúng ta thì ở phần hông quần như thế này, chúng ta sẽ có một chiếc tag được làm từ bằng da lộn các bạn nhé. Cái da này thì là da lộn 100%. Các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ. Và nó cũng là màu xanh luôn, nó đồng bộ với màu quần. Mặt sau của chúng ta đây, các bạn có thể nhìn thấy này, cả trước cả sau nó có quá nhiều những cái họa tiết giúp chiếc quần của các bạn trở nên nổi bật. Và đây khi mà các bạn mặc thì đằng sau của nó sẽ là như này, các bạn thấy những cái điểm viền quần như này, những cái đường gân như này, nó giúp chiếc quần của chúng ta rất là cứng cáp cũng như là rất là khỏe khoắn. Và để sở hữu cho mình sản phẩm quần jean nam ống côn, rách bụi, chất chơi, vẩy sơn như thế này thì các bạn hãy liên hệ ngay tới Kamisi qua số điện thoại mà mình đã để ở bên phía dưới đây,
Ngoài ra thì những thông tin khác của bên mình có để ở bên dưới phần mô tả. Khi mua sản phẩm, các bạn hoàn toàn được kiểm tra mặc thử thoải mái và bên mình cũng hỗ trợ giao hàng ở trên toàn quốc với thời gian là cực kỳ là nhanh chóng. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi cũng như là cập nhật về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Kamisi các bạn nhé. Mình xin phép kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại và chúc các bạn một ngày bình an, may mắn.